Tôi xin kính chào các bác ạ. Vừa rồi thì có nhiều bác bán cây ở miền Nam ấy, có ý nghĩa cử rất là cao đẹp, đó là sẽ dành tiền bán một số cây để mà ủng hộ cho đồng bào ở miền Bắc chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3. Và đây là một trong số những cái cây đó. Thì tôi có mua cây của những nhà vườn đó và đề nghị người ta là lấy cái tiền tôi mua cây để mà ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 đây. Và chủ vườn họ đã đồng ý. Đây là một cặp mai chiếu thủy da đen lá lớn. Đây là cây nu da đen lá lớn nhé. Được tôi mua trước và nó rất là khỏe rồi. Cây thì rất già và nó lên nu khá là đẹp. Không những thế nó còn có hoa. Hoa của cái cây này, mai chiếu thủy này, thì nó rất là đẹp ấy, bền và nó lại có cánh tròn, căng, rất là đều, đẹp. Qua theo dõi tôi thấy rất là hay nhé. Thậm chí khi mà nó rụng cánh xuống thì cánh nó vẫn rất là đều gọn này. Không những vậy thì nó cũng rất dễ ra nụ. Đây các cái đầu cành này đều có nụ và nhiều đầu cành đều chuẩn bị nở hoa rồi. Vừa rồi chuột nó còn cắn mất một ít rồi. Chỗ này là chuột cắn này. Còn sang cái cây này thì hôm nay tôi sẽ thực hành trồng cái cây này này. Cây này thì nó là giống da đen lá lớn, không biết có phải nu hay không. Nhưng mà tuổi nó rất già rồi. Nên là tôi cũng khá là thích. Tôi sẽ trồng làm kỷ niệm ấy, mặc dù nó cũng không vui lắm đâu nhưng mà nó cũng là dấu ấn đối với lại cây. Do nó là một cái phôi cho nên là tôi cũng trồng vào cái chậu đơn giản như này thôi. Tôi cũng đo kích thước à, nó khá là phù hợp với lại cái kích thước của cái bầu cũ này. Thế cho nên là trồng vào đây là rất phù hợp. Chậu nhựa tuy nó kém bền thế nhưng mà có một cái lợi thế là nó nhẹ cho nên là tôi dễ vận chuyển vì là vườn nhà tôi nó khá là chật, thỉnh thoảng tôi phải đảo cây ở các vị trí khác nhau nên là cái chậu nhựa này nó nhẹ thì tôi vận chuyển cùng với cây nó rất là dễ dàng. Sau này khi mà cây nó thành phẩm rồi thì lúc đó tôi mới chuyển sang cái chậu quý hơn. Còn đất trồng thì tôi cũng đã chuẩn bị ở đây rồi. Trồng mai chiếu thủy thì tiêu chuẩn đất trồng khá là đơn giản. Tôi cũng có bốn thành phần, một là đất phù sa này vẫn còn khô này. Thứ hai là xỉ than này. Đấy, thứ ba là nhóm sơ dừa này. Và thứ tư là cát mịn. Cái tỷ lệ đất phù sa và xỉ than nó sẽ nhiều hơn. Còn cát với lại sơ dừa thì ít thôi. Sau đó tôi đưa đất trồng vào phía dưới đáy chậu và tiến hành ướm thử cái bầu cũ và cái mặt chậu nó đã được chuẩn chưa. Và với cái mức chiều cao bầu cũ so với mặt chậu như này tôi thấy là phù hợp. Thì sau đây tôi sẽ bóc cái vỏ bầu này ra. Gọi là vỏ bầu nhưng thực ra nó là các cái lớp băng dính người ta bó vào cái bầu đất này thôi. Bởi vì cái nhà vườn á, khi mà họ mua cái cây này có thể người ta đã xén bớt cái bầu đi rồi, để lại cái kích thước này để nó nhẹ, người ta dễ vận chuyển. Và tôi sẽ bóc ra để kiểm tra thì các bác biết là cây nó có khỏe không nhé. Đấy, thực ra là trên đường đi vận chuyển cái điều kiện nó mưa gió bão từ miền Nam ra miền Bắc nhưng mà dễ cây rất khỏe, chứng tỏ như này khi mà trồng nó rất nhanh phục hồi nhé, nhất là trong cái điều kiện là mùa thu ở miền Bắc này, đấy, thời tiết khí hậu nó cũng rất là ủng hộ nữa. Sau đó thì tôi đưa cái cây vào chậu và kiểm tra cái vị trí đặt cây nó có phù hợp chưa. Với cái chậu tròn này thì việc đặt hướng của cây nó khá là dễ, mặc dù đây nó có chút hoa văn này. Đây là cây này. Đây là chữ phúc này, đây là hình ảnh lộc thọ này. Có chữ ở đây hết nhưng mà nó không quan trọng lắm bởi vì nó là chậu nhựa và trồng cây phôi cho nên sớm muộn gì tôi cũng thay chậu. Quan trọng là đặt cây vào chậu cho nó cân đối, không bị lệch cây. Và xác định tốt cái chiều cao của mặt bầu cũ so với cái mặt thành chậu này. Thì như này là nó bị lệch, tôi sẽ sửa.
Tôi đặt cây vào chậu và kiểm tra rất là cẩn thận, cân đối đều rồi. Thì tôi sẽ tiến hành đưa đất trồng mới vào. Tôi trồng xong cái cây này và tôi đặt cái bầu cây này. Nó hơi thấp so với lại những cây trước tôi trồng. Bởi vì cái cây này ấy, là không hiểu sao ấy, chủ cũ trước họ trồng ấy, thì cái rễ nó cứ trồi lên trên này này. Thì khi họ cắt lại các cái đầu rễ nó cũng nổi lên theo. Mặc dù cái đầu rễ này nó đã ra rễ mới rồi và nó khỏe rồi, nhưng mà tôi vẫn phải trồng sâu và tiến hành lấp kín nó này. Chỗ này cũng vậy. Rất nhiều cái đầu rễ nó lộ lên đây. Thì tôi phải trồng sâu để mà đảm bảo cho cái cây nó khỏe. Các cái đầu rễ ở phía trên đấy rất là quan trọng, bởi vì sau này muốn cái rễ nổi là các cái rễ trên này nó phải phát triển. Thì các cái đầu rễ này được tôi ưu tiên cho nó kín, sau đó nó phát triển rễ và khi nó đã đủ khỏe rồi tôi tiến hành bới lộ rễ sau. Vậy là tôi trồng xong cái cây này rồi. Để chăm sóc tốt cái cây này sau khi trồng á, thì tôi sẽ đặt cây ở nơi ánh nắng tối đa. Bởi vì cây mai chiếu thủy này thực sự nó rất là ưa nắng. Điều kiện khí hậu miền Bắc hiện nay đã chuyển sang cuối thu rồi, thì là ánh nắng nó nhẹ và nhiệt độ nó mát mẻ rồi. Thì trong điều kiện như thế, cây mai chiếu thủy này nó phục hồi rất là nhanh. Sau khi đặt cây ở vị trí ổn định rồi thì tôi tiến hành tưới đủ nước cho cây. Tôi cứ theo dõi cây, khi mà các cái lọc mới này nó xuất hiện đều ở các cái đầu cành thì chứng tỏ cây nó đã khỏe rồi và bộ rễ mới nó đang phát triển mạnh, thì tôi sẽ tưới phân bón nhẹ cho cây bằng việc là tôi ngâm cái phân dê, sau đó hòa thật loãng và tưới. 10 ngày sau tưới lần 1 thì tôi sẽ tưới phân lần 2. Thì lần này có thể vẫn dùng cái phân bón cũ nhưng mà tôi thêm một ít cái phân lân đơn để mà cho cây nó khỏe hơn, cái bộ rễ nó phát triển mạnh. Nó cung cấp được nhiều nước và dinh dưỡng lên cái bộ lọc mới. Tôi cứ để cho cái lọc mới nó phát triển tự do trong vòng 1 tháng, thì sau đó tôi sẽ tiến hành tỉa bớt cái mầm lọc non đi, chọn những cái mầm lọc nào nó ở vị trí sau này tôi sẽ làm bông tán. Thưa các bác, là trên đây tôi có trồng cái cây mà được tôi mua để mà ủng hộ cho đồng bào bị cơn bão số 3. Tuy cái số tiền nó không nhiều nhưng mà cũng là góp một chút vào cái khắc phục cơn bão. Trên đây tôi xin phép được dừng video nhé. Xin được chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi và xin kính chào các bạn.